Chào các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn là cái mô hình. Đây là mô hình tủ lạnh của gì? LG Inverter. Thì như các bạn đã thấy thì hiện nay thì những cái tủ lạnh ở trên thị trường của chúng ta là rất nhiều. Nhưng mà về phương án sửa chữa của nó thì cũng rất là phức tạp, khó khăn. Khó khăn không phải là gì mà do cái vấn đề khi mà các bạn nhận một cái bo về, các bạn sửa thì các bạn thấy rằng thì những cái rắc cảm biến hay này kia thì nó sẽ ra làm cho các bạn khó khăn trong vấn đề các bạn không có những cái bộ dây để các bạn sửa, và khi rồi nó chấp lỗi như thế nào thì sửa như thế nào, thì cái đó là một cái điều khó khăn thứ hai của các bạn nữa. Ở đây thì mô hình của chúng ta có rất nhiều sheet, mỗi cái sheet này nó có những vị trí như thế nào thì chúng ta sẽ xem qua sơ đồ. Như vậy thì đối với cái bo LED này nó có bao gồm, đây là phần gì, khiển chính, vậy đây là khiển của IC công suất. Bạn thấy có rất nhiều những cái sợi dây đồng rất mảnh. Những cái sợi dây đồng này nó sẽ được đấu vô bo mạch, mang tính chất là chạm chập của bo mạch để chúng ta sẽ xử lý nó. Bây giờ chúng ta sẽ xem, đây là sơ đồ mình đã vẽ ra, các bạn thấy không, từng vị trí rắc nó sẽ tương ứng với lại trên sơ đồ của chúng ta. Đây là cái rắc CNO8, tức là continue, hay là sorry các bạn, là connect 8, bạn thấy không, nó nằm ở đây. Chúng ta tương đương với từng con cảm biến, như là đây là vị trí số 1, 2 là cảm biến RT, R và D. Chúng ta có từng con cảm biến, nó sẽ tương ứng là con gì, con cảm biến ngăn đông, ngăn mát và cảm biến mùa gì, buồn lạnh. Nó tùy theo loại cảm biến chúng ta sẽ có gì, những cái loại khác nhau. Thí dụ như chúng ta vô nhà khách hàng mà đứng nó chớp lỗi thì như các bạn biết, bo LED chúng ta sẽ có hai cái đèn lỗi. Một cái đèn lỗi ở gì, IC vi xử lý nằm đây, và một cái đèn lỗi nó nằm ở IC công suất nằm đây, nằm trong góc này. Như vậy thì tùy theo cái mã lỗi này nó chớp như thế nào đó thì nó sẽ tương ứng vào cái lỗi nào đó. Thí dụ như vô nhà khách hàng cái đèn nó chớp, thì cái việc quan trọng của các bạn là xem là nó chớp mấy lần thì nó sẽ tương ứng với cái mã lỗi nào. Thí dụ như đây là một cái mô hình, nó sẽ minh họa tất cả. Thí dụ như các bạn thấy là đây là một con cảm biến RT, mình tạm thời gọi RT cho các bạn dễ hiểu, BRT. Các bạn thấy không, cảm biến RT thì cảm biến RT là nó sẽ gắn vô chân số 1, 2, đây 1, 2, nó sẽ truyền cái dây này đây các bạn, đây là cảm biến RT, được chưa? Rồi khi con cảm biến này, nó sẽ có một số trường hợp, ví dụ cảm biến này bị chập, cảm biến này bị đứt, ví dụ như nó sẽ tương ứng với những cái sheet này gọi là sheet chập, và sheet 51 sheet chập, và sheet 49 là sheet đứt. Mô phỏng trường hợp này là mô phỏng cảm biến bị chập, tụ điện bị chập. Còn sheet 49 là mô phỏng gì, cảm biến gì, đường về của vi xử lý bị đứt. Các bạn thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy là từng loại chúng ta sẽ tìm hiểu xem. Bây giờ chúng ta sẽ đóng thử cái sheet 51. Chúng ta sẽ đóng thử cái sheet 51 lại xem nó báo lỗi như thế nào. Mô phỏng cảm biến bị chập. Khi mà các bạn học ở đây, các bạn sẽ được học trên những cái mô hình rất là hiện đại như thế này. Toàn bộ tất cả các lỗi đều có hết. Các bạn thấy không? Tất cả các lỗi đều có xích chạm, xích chập hết, các bạn thấy rõ rõ chưa? Mô hình này rất là kỳ công và rất là công phu. Hiện nay nó là mô hình hiện đại nhất, bậc nhất ở Việt Nam của chúng ta. Đây, đóng xích 51. Chúng ta xem xích 51. Đóng xích 51. Xích này gọi là xích chập. Xích chập thì mình có tàu đen, mà thấy không? Có tàu đen. Còn xích mà xích đứt thì là không có tàu đen, thấy chưa? Rồi, bây giờ chúng ta xem, nếu mà xích đó bị gì? Bị chập, sheet 51 bị chập, chúng ta sẽ mở nguồn. Đúng chưa? Các bạn sẽ thấy bo đầu lạnh nó sẽ chớp báo lỗi. Bạn thấy nó chớp báo lỗi chưa? Đây. Nó sẽ chớp bao nhiêu lần thì sẽ tương đương là con cảm biến nó bị hư. Đó, 1 2 3 4 5 lần. Khi mà cảm biến bị chớp 5 lần, khi mà cái đèn
đèn led này chớp 5 lần thì chúng ta biết rằng cảm biến chúng ta gì, cảm biến RT chúng ta đang bị chập. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Rõ ràng. Đây, rõ ràng. Và khi mà nó bị đứt thì nó cũng báo lỗi như thế nào, chúng ta sẽ thử xích 49. Chúng ta sẽ thử 49 cho các bạn xem. Chúng ta đóng xích 50, nhả xích 51 ra nha. Xích chập nhả ra. Xích chập nhả ra. Đóng xích 49 vô. À, mở ra, coi như là đứt đường mạch về cho vi xử lý. Đứt đường mạch về vi xử lý. Chúng ta sẽ mở nguồn. Thì chúng ta chờ xem nó báo lỗi như thế nào. Nó chớp mấy lần, các bạn xem coi. Như vậy bạn thấy rõ ràng là đứt cảm biến thì nó gì? Nó chớp của chúng ta là 5 lần, đó là cảm biến RT. Như vậy các bạn thấy rõ ràng là từng mã lỗi thì chúng ta đều có gì? Đều có cái lỗi của nó. Như vậy thì khi các bạn học ở trung tâm của mình thì có những cái mô hình gọi là mô hình tách bành, nó rất rõ ràng, nó cắt từng đoạn mạch, nó chạm chậm từng đoạn mạch để đi về vị xử lý. Như vậy thì giúp cho các bạn học viên thì hiểu cực kỳ nhanh chóng để hiểu những cái lỗi của máy. Khi mà các bạn học ở đây thì từng đoạn mạch chúng ta sẽ gì, sẽ cắt, sẽ phân chia từng đoạn mạch lỗi như thế nào đó, đường nào báo lỗi bao nhiêu. Thí dụ như bây giờ vấn đề IC công suất, đây là IC công suất, đây là sơ đồ mạch của IC công suất, mình cũng vẽ ra, các bạn thấy không, mình cũng vẽ ra, thấy rõ ràng. Thí dụ như chúng ta chạm một đường pha thì nó báo lỗi bao nhiêu lần, các bạn thấy không? Đây nè, đây là CE303 và CC330, nó nằm ở đâu đây các bạn? Nằm chích cái bò cho chúng ta, để mình lấy một cái bò mẫu cho các bạn xem. Đây các bạn, nó là CE303. Đây con trụ này, thấy không? CE303. Và con trụ bi nó nằm ở dưới miếng nhôm, nằm dưới miếng nhôm các bạn ha. Đây CE303. Thì nếu như con trụ này bị chập thì nó tương đương với cái sheet này, bạn thấy không? Sheet số 9. Như vậy chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ thử xem nó có lỗi gì thế nào. Bây giờ chúng ta cho máy chạy bình thường nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho máy chạy bình thường. Các bạn chờ chút xíu cho máy chạy bình thường, xong rồi chúng ta sẽ cho nó bị gì? Bị chập sheet số 9 lại. Các bạn nào có nhu cầu học nghề thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại là 0907 716 705. Mình tên Tiến các bạn ha. Zalo của mình là 093 115 7788. Địa chỉ của mình là 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ trong thời gian này mình ít có đăng những video clip là mình do mình tập trung làm hết tất cả những mô hình tách bành của tất cả các thương hiệu máy, bao gồm máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh này kia. Mình làm những cái đó. Chính những cái này các bạn mới sửa máy được nhanh chóng. Nên tại vì nó sẽ mô phỏng cái đường mạch nào bị chạm, bị chập, bị đứt như thế nào đó. Cho nên là các bạn sẽ gì? Sẽ sửa cực kỳ nhanh chóng và xác định chính xác. Chúng ta học không ảo tưởng quá. Một số bạn nói là điện tử là muôn vàng. Đó là đối với những bạn mà họ không học nguyên tắc. Cứ mỗi một cái họ sửa mò một cái. Như vậy thì rất là nhiều những cái chúng ta không biết. Cho nên là gọi là điện tử là muôn vàng. Nhưng chúng ta nên học nguyên tắc của nó. Khi chúng ta học nguyên tắc được rồi thì chúng ta sẽ sửa máy. Tất cả những cái phương án sửa chữa mạch đều, những cái mà sửa chữa mạch nó đều có phương án cả, không có nào không có. Chỉ tại chúng ta không hiểu hoặc là không có người hướng dẫn cho chúng ta, cho nên chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề sửa chữa bo mạch mà thôi các bạn ha, chứ không phải là điện tử là muôn vàng như các bạn nói nha. Rồi chúng ta chờ xem nó chạy nha các bạn. Mô hình của mình đây làm rất là công phu, các bạn thấy không? Rất là công phu, cực kỳ công phu.
chúng ta chờ xe máy chạy nha các bạn. Chúng ta chờ xe máy chạy. Mô hình thì mình vẽ ra từ trên mặt luôn các bạn ha, từ trên mặt luôn, rất rõ ràng và chi tiết. Các bạn thấy chưa? Đặc biệt mô hình là, đặc biệt là sơ đồ là không copy của bất kỳ một nơi nào hết, tại vì sơ đồ là mình vẽ trực tiếp từ ở trên mặt mình vẽ ra, trên không có giống như một số nơi đi copy, toàn là copy những cái sơ đồ của người ta để mà dạy học, là cái đó là không nên, cái đó là vi phạm bản quyền một cách nghiêm trọng. Nhưng một số nơi thì vẫn có, vẫn coi đó là một cái gì, một cái gì coi như lụm được, cái nào lụm về dạy được cho học viên. Nhưng mà các bạn nên nhớ, khi mà các bạn copy sơ đồ của người ta, hay là các bạn copy, hay là các bạn ăn cắp bản quyền hay gì kia, thì các bạn không thể hiểu nào, không không bao giờ hiểu cái đường mạch ranh bằng cái người mà chính vẽ từ cái bộ mạch đó ra. Đó là luật từ xưa đến nay. Giống như là bạn thuê một người xây một cái nhà, và chính tay bạn trực tiếp chỉ đạo người ta xây cái nhà, thì cái người trực tiếp chỉ đạo thì sẽ rành hơn là cái người mà tự nhiên thuê một cái người đi xây. Đó là rõ ràng trong cái luật đó rồi, không có thể chối cãi được. Cho nên các bạn học những cái nơi mà người ta trực tiếp gì sửa máy, mà người ta biết cứng gì và lý thuyết và thực hành và mô hình, giúp các bạn hiểu rõ cái bệnh một cách nhanh nhất, thì các bạn đi học. Chứ còn các bạn học những nơi toàn lý thuyết không thì thua. Cái đó thực tế mà nói như vậy, chứ không phải là mình nói thêm nói bớt gì cho các bạn ha. Nó chờ xem. Quạt chạy xe lốc sẽ chạy nha các bạn. Quạt chạy. Lốc chạy các bạn. Các bạn nghe lốc chạy không? Đây. Quạt chạy, lốc chạy các bạn ha. Đây. Khi mà một cái máy tốt nó chạy tốt ha, như vậy chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ tiến hành gì, chạm một con tụ đó, chạm một con tụ, có một cái xít là xít số 9, đó là xít chạm, xít số 9 là xít chạm, xít 9 là xít chạm, chạm tụ gì CC303 hoặc là CC CE303. Đây, hai con tụ này song song với nhau, chúng ta sẽ chạm thử xem nó sẽ báo lỗi gì. Đầu tiên chúng ta sẽ tắt máy, chúng ta sẽ đóng xít số 9, xít số 9. Đúng chưa? Một số bạn sẽ nói là ông thầy ông có ảo không? Ha, bây giờ chúng ta sẽ tắt mở xích số 9 đi, chúng ta đo thử con tụ như chỗ xích số 9. Xem khi mà chúng ta tắt mở thì nó có lên kim xuống kim không? Này, chúng ta chập hai que lại nha các bạn. Rồi, chúng ta đo ngay chỗ đầu con trụ này các bạn nha. Rồi, chúng ta đo ngay chỗ đầu con trụ. Các bạn thấy không? Đây, xích số 9 cái bên. Đây, xích số 9 đây. Tắt nè. Bạn thấy chưa? Tắt đúng chưa? Mở nè. Tắt nè. Mở nè. Mở xích số 9 này, nó chạm nè. Sorry các bạn em chưa ăn. Này các bạn thấy chưa? Nó lên thẳng kim. Còn nó có nội trở, cho nên nó lên một ít kim, nó sẽ có nội trở nha các bạn nha. Nè, tắt nè. Cái tiếng chuông nó khác đúng không? Mở xích số 9 nè. Tắt nè. Được chưa? Các bạn thấy chưa? Giờ là xích số 9 là chúng ta làm là có, chứ không phải là xích ảo các bạn nha. Một số bạn hay là anh hùng bàn phím á, chuyên môn chê bai những cái thành quả của người khác, trong khi đó thì mình chả làm được cái thành quả gì cả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đóng xích số 9. Chúng ta mở máy. Chúng ta sẽ thấy nó báo lỗi như thế nào. Đây, chúng ta sẽ là cái đèn led của bo đuôi. Đây, cái đèn led nó nằm đây. Các bạn nhìn nhé. Đây là gì? Chạm một đường của tụ bồi áp.
chúng ta xem nó báo lỗi gì không. Chúng ta phải chờ chút xíu, tại vì cái phần mà IC công suất bo đuôi nó phải chờ một khoảng thời gian, để phải khoảng thời gian là khoảng thời gian hồi ra của máy nén thì nó mới đóng điện xuống nha các bạn nha, chứ nó không đóng điện liền. Còn nếu như các bạn muốn test liền thì các bạn nhấn cái nút đó, cái nút đây, nút đây gọi là cái nút gì, nút chết hà. Chúng ta chẳng có thể dùng nút đó, nhưng mà mình muốn cho các bạn xem cái trạng thái của nó nên mình không có nhấn. Thôi chờ xem, chúng ta chờ xem nhé. Chúng ta sẽ chờ xem khi mà nó đóng cho máy nén thì nó chớp lửa bao nhiêu lần. Hiện nay nó chưa chạy nha các bạn nha, cái quạt nó chưa chạy nha. Khi cái quạt chạy thì cái lốc nó mới chạy nha các bạn, bạn nhớ điều đó nha. Chúng ta chờ xem. Đây chúng ta để vừa cái quạt xem, cái đèn thì chúng ta chú ý chút xíu, tại khoảng cách của cái quạt với lại cái bo nó hơi xa, cho nên là chúng ta phải chú ý chút xíu nha các bạn. Chúng ta chờ xíu nha. Chúng ta chờ xíu, chúng ta sẽ phát hiện nha các bạn ha. Khi các bạn học ở đây thì các bạn sẽ trực tiếp để làm trên những mô hình này, các bạn sẽ đo được những cái xung đồng bộ của bo đầu bo đuôi ha, xung đồng bộ bo đầu bo đuôi, giá trị điện trở bình thường là bao nhiêu ký, bao nhiêu vôn, hoạt động trong một lúc bình thường như thế nào, xung quạt báo về là như thế nào còn ha. Đây quạt quay nhưng mà lốc không chạy, lốc nó chỉ gặt một cái nó không chạy, về nó chớp lỗi, các bạn thấy chưa bao nhiêu lần, 1 2 3 4 5 6. Cái này là đường báo lỗi pha, tức là một trong ba pha bị lỗi, các bạn thấy chưa? Tại vì do trụ chúng ta đang chập, mà thấy rõ ràng chưa? Như vậy là những cái sheet như vậy, những cái sheet như vậy, mà thấy không? Những sheet như vậy nó sẽ mô phỏng tất cả những cái lỗi ở trên cái bo này một cách chính xác nhất. Và khi học viên, nếu như một bạn học viên nào đó mà chịu khó mà ngồi mà thông thuộc hết tất cả những cái đường lỗi như thế này, những cái đường lỗi như thế này, thì bạn đó có thể gì, tự một mình có thể là binh biến cho lại cái bo này mà không cần tới ai nữa, hoặc là có cần trợ giúp của thầy do một chút kinh nghiệm thôi, chứ cũng chẳng gì nữa cả. Bạn thấy rõ ràng chưa? Cho nên cái mô hình này nó sẽ giúp ích cho các bạn rất lớn trong công việc sửa chữa. Bạn thấy không, tất cả những cái lỗi như thế nào nào nào, ví dụ như bây giờ chúng ta nói là hư cái đường này chẳng hạn đi, ok không, đường này bị chập đi, xem nó báo lỗi như thế nào. Cái đường mà chúng ta điều chỉnh nhiệt độ bị chập đi, nó sẽ báo lỗi như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ tắt đi, chúng ta bỏ sẽ gì ấy cái lỗi cũ lại cho nó ha, xích số 9 mở lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giả định là hư cái này, đúng chưa? Hư cái này thì nó là nằm ở đây các bạn, đây đây lốc hả, đây con nốt, tức là núm gì, núm vặn đây, bạn thấy không, núm vặn đây nè, mình soi lại cho bạn xem
thấy không? Đây nó tức là cái núm vặn này nè. Đó. Bây giờ cái núm vặn này bây giờ vì một lý do gì đó mà nó bị chập. Nó bị chập. Bị chập thì chúng ta xem nó báo lỗi như thế nào. Rồi, chúng ta xem. Đây. Bạn thấy không? Chúng ta dùng sheet 41 chúng ta chập đó thầy. Đúng chưa? Chuyên 6 chuyên 7 nè các bạn thấy không? Chuyên 6 chuyên 7 nè. Chuyên 6 chuyên 7 nè. 1 2 3 4 5 6 7 2 2 chuyên. Đây, 6 7. Nếu như bị chập hoặc là tụ bị chập. Đúng không các bạn? Con tụ này với con gì? Cái con núm vặn này song song với nhau. Nó sẽ nói ra đây 6 7 nè, 2 dây này nè. Rồi, giờ bị chập thì nó báo lỗi như thế nào? Chúng ta sẽ đóng sheet 41 lại. Đóng sheet 41. Ok, sheet 41 đây. Đúng chưa? Chúng ta sẽ đo thử cho các bạn xem. Rồi. Chúng ta sẽ đo vô nè. Sẽ chợt vô hai cái chân này, nó sâu quá không biết tao tới không nha các bạn nha. Sheet 41. Các bạn thấy chưa? Đó, đây. Thôi nghiêng xuống cho các bạn xem. Bạn thấy không? Tắt sheet 41 nè. Mở sheet 41 nè. Giờ sheet 41 là mô phỏng hiện tượng gì? Cái núm này gì? Bị chạm. Bạn chưa? Chứ ta sẽ mở sheet 41 lên. Rồi, tức là mô phỏng đang chậm, đang bị chập cái đường dây núm về hoặc là cái núm này cái bộ phận điều chỉnh nó bị chập, chúng ta mở nguồn.